Sáng qua trên quốc lộ 18 đoạn qua thị trấn Trờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, làm một tài xế bị thương, hai xe container, một xe ben và một xe tải bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến đoạn đường từ quốc lộ 18 đi cao tốc Thăng Long - Nội Bài - Hà Nội bị ách tắc hơn 10 giờ đồng hồ. Theo những người chứng kiến sự việc, do không kiểm soát được tốc độ nên tài xế xe tải mang biển kiểm soát 21H5386 đã đâm vào đuôi chiếc xe tải chở nhựa đường phía trước. Hai chiếc xe container đi phía sau không kịp xử lý tình huống nên đã phanh gấp đâm liên tiếp vào nhau. Do các xe có tải trọng lớn và đâm vào nhau với tốc độ nhanh nên đã dính chặt lại, khiến cho việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định này, quy hoạch do Sở Giao thông Vận tải lập phải đáp ứng được mục tiêu giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và phát triển đô thị bền vững. Quy hoạch cũng phải xác định rõ quỹ đất, quy mô, hình thức xây dựng bãi đỗ xe, bảo đảm các tiêu chí về điều kiện đất đai. Kinh phí thực hiện lập quy hoạch khoảng gần 2 tỷ đồng với thời gian thực hiện ngay trong năm 2013. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện tại diện tích đất của thành phố dành cho giao thông tỉnh này chỉ chiếm 0,35% đất xây dựng, đáp ứng chưa đầy 10% nhu cầu của người dân. Đó là chưa kể đến tình trạng bến bãi, điểm đỗ xe kém chất lượng, phân bố không đồng đều. Bất cập này dẫn đến tình trạng lấn chiếm hè đường, lòng đường làm bãi đỗ xe, khiến tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air vừa mở chương trình khuyến mại giá vé bay từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Buôn Ma Thuột chỉ từ 100.000 đồng. Vé sẽ được mở bán từ 21 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại website vietjetair.com, áp dụng cho hành trình bay từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 12 năm 2013. Vietjet Air cũng sẽ khai trương phòng vé tại Buôn Ma Thuột vào ngày 24 tháng 4 năm 2013 với chương trình khuyến mại hấp dẫn. 20 hành khách đầu tiên của phòng vé sẽ sở hữu vé chỉ với 100.000 đồng và 100 khách hàng tiếp theo trong tuần khai trương sẽ nhận được 100 phần quà.